những tình huống đổi đòn tay. Nhưng sức dồn ép của Tạ Đức Dũ ra rất lớn và sự lì lợm vẫn hiện trên gương mặt của Max Sidic. Anh vẫn đang chống chọi lại những cú trỏ và những cú đá rất. Vô cùng hấp dẫn. Max Sidic đang di chuyển rất thông minh và hợp lý. Anh đang có những cú tỉa giáp và tỉa đấm rất tốt để tích được những số điểm trước Tạ Đức Dũ. Dù đã thi đấu các nội dung quyền thuật và biểu diễn, nhưng Max Sidic vẫn đang cho thấy thể lực dồi dào của mình. Một võ sĩ đến từ vùng đất Nam Phi của đội tuyển bờ biển Nga. Tạ Đức Dũ trong những lượt áp sát của mình cũng đang nhanh nhẹn đưa những cú gối vào bụng của Max Sidic. Vẫn là những tình huống di chuyển ra và tỉa giáp của Max Sidic. Những tình huống đổi đòn đấm rất chất lượng của Tạ Đức Dũ vào đầu của Max Sidic. Hai võ sĩ đang trong thế áp sát. Liên tục là những tình huống dồn ép của Tạ Đức Dũ và kết quả tốt là những cú đấm. Kèm theo đó là những cú gối vào bụng của Max Sidic. Sau những giây phút đầu trận có vẻ hơi ngộp trước Max Sidic thì Tạ Đức Dũ đang dần lấy lại được thế trận. Liên tục là những tình huống đổi đòn, những tình huống gài tế và quét trụ của cả hai võ sĩ, nhưng vẫn chưa có một võ sĩ nào có 3 điểm trong lượt thi đấu thứ nhất này cả. Liên tục là những cú đấm của Max Sidic, những cú đổi đòn vào với Tạ Đức Dũ. Tạ Đức Dũ đang sử dụng rất linh hoạt những tình huống đánh trỏ cận và gối cận trước Max Sidic. Cú tay sau rất tốt của Tạ Đức Dũ vào đầu của Max Sidic. Mới cuối hợp một thôi nhưng Max Sidic đang bị Tạ Đức Dũ dồn ép rồi. Võ sĩ người bờ biển Nga có vẻ đang tụt sức và đây là cơ hội cho Tạ Đức Dũ có thể kết thúc trận đấu. Sau khoảng thời gian hiệp một thi đấu tích cực, bây giờ thì Max Sidic đang thi đấu chậm lại và Tạ Đức Dũ đang chiếm được thế thượng phong khi sử dụng tốt những cú đánh trỏ và gối ở cự ly gần. Liên tục là những tình huống trả đòn của cả hai võ sĩ, những tình huống đổi đòn vô cùng hấp dẫn. Max Sidic vẫn đang vô cùng quyết tâm, dù có vẻ anh đang rất xuống thể lực rồi. Liên tục là những cú đánh của Tạ Đức Dũ về phía Max Sidic. Max Sidic rất tích cực đổi đòn và đổi qua thế thủ tay thuận tay trái. Nhưng điều này là không khó đối với Tạ Đức Dũ, thì võ sĩ đến từ Đoàn Quân đội Nhân dân đại diện cho Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy chủ động. Và vừa rồi một cú đá đầu chính xác của Tạ Đức Dũ sau khi tình huống đổi kèo của Max Sidic. Đã có một tình huống trò cắm sau của Tạ Đức Dũ vào đầu của Max Sidic và đó là một tình huống đánh phạm luật. Và còn 10 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu thứ nhất. Trận đấu giữa Max Sidic đối đầu với Tạ Đức Dũ khoảng gần 65kg tại giải vô địch thế giới võ cổ truyền. Và quý vị và các bạn đừng quên đồng hành cùng giải vô địch thế giới võ cổ truyền là kênh Sát Thể Thao Võ Việt và Việt Nam Sport. Những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu khoảng gần 65kg và người vẫn đang thế được thế chủ động là Tạ Đức Dũ. Và ngay lúc này thì hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Nụ cười trên gương mặt của Max Sidic, anh được thỏa mãn niềm đam mê võ thuật cổ truyền Việt Nam của mình. Và ở cặp đấu tiếp theo, ở trận đấu thứ hai, chúng ta sẽ có sự góp mặt của hai nữ võ sĩ của Việt Nam, Phạm Thị Vượng, đơn vị Đồng Nai, và Hoàng Ngọc Kim Khánh đến từ đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ thi đấu hạng cân 48kg nữ.
Đây là Phạm Thị Vượng, nữ võ sĩ của đơn vị Đồng Nai, người đã giành rất nhiều huy chương vàng. Chị đã vô địch rất nhiều năm liền và đỉnh cao là tấm huy chương vàng Kun Bokator ở trên đất Campuchia, môn võ truyền thống của Campuchia. Kun Bokator. Và hiệp thi đấu thứ nhất, góc đài xanh đã giành được chiến thắng. Tạ Đức Dũ đã có 1-0 trước Maxedic, võ sĩ đến từ bờ biển Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu khoảng gần 65 kg, trận đấu giữa Maxedic đến từ bờ biển Nga đối đầu với Tạ Đức Dũ, võ sĩ đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam đến từ đơn vị quân đội. Chúng ta sẽ bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Tạ Đức Dũ đang lên ngựa. Những tình huống ngựa ra vào rất hợp lý của Tạ Đức Dũ đang dồn ép Maxedic. Maxedic đang lui và phản công. Những tình huống đổi đón tay. Nhưng sức dồn ép của Tạ Đức Dũ ra rất lớn và sự lì lợm vẫn hiện trên gương mặt của Maxedic. Anh ta đang chống chọi lại những cú trỏ và những cú đá rất nặng của Tạ Đức Dũ. Võ sĩ Maxedic của bờ biển Nga vẫn chưa bỏ cuộc. Anh đang áp sát, chọn thời gian nghỉ. Nụ cười vẫn đang nở trên môi của Maxedic. Có vẻ Maxedic đã rất thấm mệt rồi sau một ngày dài thi đấu. Và trọng tài đã phải đến với Maxedic, võ sĩ của bờ biển Nga. Và huấn luyện viên của đội tuyển bờ biển Nga đang yêu cầu trọng tài cho trận đấu dừng lại. Vì khi mà biết Maxedic không thể trụ nổi nữa. Và Maxedic đã không thể chống chọi lại Tạ Đức Dũ ở hiệp thi đấu thứ hai. Những giây phút đầu, sự dồn ép của Tạ Đức Dũ đã khiến cho Maxedic phải bỏ cuộc. Đây là một chiến thắng khá dễ dàng của Tạ Đức Dũ, nhưng lại là một chiến thắng vượt lên chính mình của Maxedic khi anh đã dành cả thời gian để tham gia ở những nội dung quyền thuật và đối luyện. Niềm đam mê đối với võ thuật cổ truyền. Ở đầu hiệp đấu thứ hai, săn sóc viên góc đài đỏ sẽ bỏ cuộc. Và võ sĩ chiến thắng khoảng cân 65 kg, người lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao Việt Nam là Tạ Đức Dũ, đã giành một chiến thắng RSC trước Maxedic đến từ bờ biển Nga. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai trong buổi tối hôm nay, trận đấu của Phạm Thị Vượng, đơn vị Đồng Nai đối đầu với Hoàng Ngọc Kim Khánh, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Lực xe thải vị quyết bản Thái Lan tại Việt Nam. 100% đường mía, bổ sung vitamin B3, B6, caffeine và khoáng chất. Wow. Nước tăng lực xe thải nạp nhanh năng lượng, tỉnh táo ngày dài.